phà Phong Châu vượt sông Hồng đi vào hoạt động. Những chuyến phà Phong Châu đầu tiên đưa người dân vượt sông Hồng đã được lực lượng công binh thực hiện thành công vào chiều nay. Việc phà Phong Châu bắt đầu từ 14 giờ ngày 4 tháng 10 ở hai bên đường dẫn. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã làm hàng rào để người dân tập trung lại mặc áo phao trước khi xuống phà. Cùng với lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, các chiến sĩ của lữ đoàn công binh hỗ trợ nhắc nhở người dân mặc áo phao xếp hàng chờ đến lượt xuống phà Phong Châu. Khi chuyến phà trước vừa kết thúc, người dân dưới phà đã lên bờ hết thì lực lượng công binh phát lệnh cho người dân xuống một cách nhịp nhàng. Tất cả mọi người đều yêu cầu phải mặc áo phao. Mỗi chuyến phà Phong Châu chở được khoảng 40 người và phương tiện xe máy, thời gian di chuyển là 5 phút. Phà Phong Châu sử dụng 3 đốt phao giả chiến BMB ghép lại với nhau rất chắc chắn. Bộ đội cùng giúp người dân lên dốc khi xe máy chở hàng nặng. Cũng trong khu vực phà Phong Châu hoạt động thì lực lượng công binh còn cử chiếc cán bộ chiến sĩ chạy cano để hỗ trợ phòng những trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó là phần còn lại của chiếc cầu Phong Châu cũng sẽ được tháo dỡ để khẩn cấp xây dựng cái cầu Phong Châu mới. Phà Phong Châu vượt sông Hồng đi vào hoạt động. Những chuyến phà Phong Châu đầu tiên đưa người dân vượt sông Hồng đã được lực lượng công binh thực hiện thành công vào chiều nay. Việc phà Phong Châu bắt đầu từ 14 giờ ngày 4 tháng 10 ở hai bên đường dẫn. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã làm hàng rào để người dân tập trung lại mặc áo phao trước khi xuống phà. Cùng với lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, các chiến sĩ của lữ đoàn công binh hỗ trợ nhắc nhở người dân mặc áo phao xếp hàng chờ đến lượt xuống phà.